Em Thiện xin chào cả nhà nhá, chào toàn thể anh chị em ạ. Hôm nay em Thiện sẽ dẫn toàn thể anh chị em đi tham quan vườn lan và có thể nói là đẹp và đẹp tuyệt vời luôn cả nhà nhá. Một trong những cái vườn lan phải nói là đỉnh cao nhất ở huyện Tân Lạc bọn em. Thì bây giờ em sẽ mời cả nhà ngắm làm sao vườn lan này có thể gọi là một trong những vườn lan đẹp nhất, đỉnh cao nhất ở khu vực bọn em. Thì em mời cả nhà cùng theo dõi và xem hết cái video của em nhé các bác nhá. Đấy, và cả nhà đây là em vừa bắt đầu là vào trong giàn này, anh em thì đang đứng tham quan ở trong kia. Thì bây giờ em sẽ mời cả nhà cùng ngắm mầm gốc, bởi vì thời điểm này là thời điểm mầm gốc đang phát triển nhất. Thì anh em có thể thấy đây là chậu 5 canh trắng Phú Thọ này, một chậu từ 2 mầm, từ 2 mầm, và bây giờ là đẻ lên 5 mầm và đã có một băng ki, và ki hiện giờ là đang ra rễ. Thì em xin giới thiệu sơ qua cả nhà, đây là vườn lan của anh Cảnh, hội trưởng câu lạc bộ hoa lan Tân Lạc các bác nhé. Đấy, hội trưởng hội câu lạc bộ hoa lan Tân Lạc. Đây là cây cây 500 Phú Thọ, ở bên trong kia là những cây yên thủy còn mắc phê hơn rất là nhiều. Thì em dẫn anh em vào trong để xem. Đây là Phú Thọ cả nhà này, Phú Thọ anh đang kích và kỳ đã lên hết một lượt rồi. Đây ạ. Đây là em đang vào khu dãy Phú Thọ. Đây. Mầm gốc của anh em ơi. Đây là chậu này cũng đẻ rất là, anh em nhìn này, bộ gốc rất là bé và hình như là mỗi một cây là đẻ 3, và một cái con của năm trước là đẻ 1 là thành 7 mầm. 2 thân. Đây là tiếp tục em quay sang bên này là một chậu siêu phẩm. Siêu phẩm 5 canh trắng Phú Thọ có thể nói là lên lá mít. Rất là đẹp anh em nhá. Đây này. 5 canh trắng Phú Thọ lên lá mít này. Anh em thấy phê chưa? Để mà nuôi được Phú Thọ lên lá mít này rất là khó, không hề dễ một chút nào cả. Nhưng phải cho ăn đầy đủ các dưỡng chất, cây khỏe mạnh thì nó mới lên được. Và ki thì đã được kích hết rồi. Mới nữa sẽ có ki ra rễ để chia sẻ với toàn thể các bác. Đây tiếp tục là ki 500 Phú Thọ. Đây, anh em thấy sướng không ạ? Phú Thọ là toàn bộ là lên lá mít gần như là hết. Còn cái giàn này thì nó chiều dài nó như là 12 mét, chiều rộng đấy các bạn. Bên trên thì có bán một hàng một tấm lưới cắt nắng 65% và tấm sáng nha anh em nhé. Và có tấm sáng bên trên, xung quanh là có quay cái lớp lưới cắt nắng 60% để tránh trường hợp là nắng quá nó dọi vào trực tiếp cây. Đây tiếp tục là Phú Thọ này cả nhà này. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang quay anh em ngắm HU, cũng như là đây mà cả nhà ngắm mầm gốc HU. Ở đây gọi là nói phải tận dụng đẻ cho nó hết tầm luôn các bạn, đẻ gần như là hết cỡ, gần như là có mắt nào ở gốc thì anh em cũng tận dụng là cho được lên hết và làm rễ rất là tốt nhé. Anh em có thể nhìn thấy đây là cây 5 canh trắng Phú Thọ ki 52, còn ki 52 này có thể là em nhìn sơ sơ vào mắt mình có thể lên được khoảng 1m3 rồi. Thì bây giờ đang cho hai cái mầm gốc này. Anh em nhìn mầm gốc này, còn tay cái của em là đạt F22. Thì cái mầm gốc của sát gốc này là to đúng bằng cái ngón tay của em luôn các bác nhá. Cái mầm gốc của cái cây 5 canh trắng HU này, và đặc biệt hơn anh em phải nhìn sâu ở bên trong bộ rễ. Bộ rễ là đang đẻ theo từng chùm, nó đang đẻ từng chùm nhé các bác nhá, đẻ vòng quanh mầm mầm gốc, đẻ đúng là vòng quanh mầm gốc luôn. Đây nha. Đây này, tiếp tục là ngắm sang cây HU này. Đây là HU này cả nhà này, 2 4 HU. Thì anh em đợi đến phần tí nữa anh em sẽ quay và sẽ có nhiều cây nó đẹp và sắc nét hơn rất là nhiều. Đây mầm gốc, đây quế đây nhá cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ngắm qua cây quế này. Đấy, hai cây quế này rất là giá trị, cây to, chậu quế này lên mấy chục triệu đấy cả nhà, mấy chục triệu lên cặp quế này đấy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang quay anh em đang đứng trong kia để thảo luận ngắm cây, để gạ gẫm để làm sao chốt được cây nào không đấy cả nhà. Rất là nhiều đông và vui anh em. Đây là chậu 5 canh trắng Phú Thọ. Mầm gốc thì anh em nhìn bộ mầm gốc đây. Đấy, có xứng đáng là một trong những vườn lan trăm đỉnh cao nhất không cả nhà? Quá là xứng đáng luôn. Anh em đi rất là nhiều rồi, cũng rất là gặp khá là nhiều anh chị em trăm lan rất là tốt rồi, nhưng gần như là chưa thấy vườn nào có thể là trăm mầm gốc với lại trăm kỳ vượt qua được vườn của anh Cảnh. Đấy, mầm gốc lên nha cả nhà nha. Mầm gốc 5 canh trắng Phú Thọ.
Bây giờ em sẽ chuyển sang quay bên Hồng Yên Thủy. Đây là Hồng Yên Thủy, đây là kinh năm nhất này. Hồng kinh năm nhất này hiện giờ bây giờ là còn độ khoảng 45 phân và đã được cắt ngọn đoạn này. Đoạn ngọn này dài bằng nào thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà được cắt ngọn là phải đã được kích ki và bây giờ đang lên ki trên thân. Và khi bắt đầu ra rễ thì em có thể thấy hai mầm gốc. Hai mầm gốc bây giờ mỗi mầm gốc gần 10 cm. To toàn như ngón trỏ luôn. Đây nha mày. Đây là cũng là ki năm nhất thì anh em có thể nhìn về cái cách chăm lan thì anh em có thể nhìn ở bên trên cái mặt giá thể chậu thì thiên về rễ rất là nhiều. Anh em có thể thấy bộ rễ con ki năm nhất và bộ rễ nắm bám tràn đều trên mặt chậu cực kỳ khỏe thì nó mới sinh được ra 3-4 cái mầm như này và nuôi 3-4 cái mầm này nó phát triển rất là tốt. Thực ra là muốn tìm hiểu về quá trình chơi lan này nó không hề đơn giản. Anh em biết là cây lan dễ sống dễ chăm sóc đối với anh em nào biết nuôi và biết chăm và biết trồng, và cũng phải mất qua rất là nhiều năm thời gian kinh nghiệm thì mới có thể là tích lũy được cái công thức để chăm được những cái chậu lan nó đẹp như này. Đây là chậu Hồng Yên Thủy tiếp theo nha các bác nhá. Đấy, từ hai con này, từ hai cây là đẻ ra 6 mầm, hiện giờ là đang đẻ ra 6 mầm. Mầm to nhất thì chắc là cũng phải đạt phi 16 17 rồi. Đây anh em có thể nhìn thấy to hơn ngón trỏ em là thừa 16 17 luôn. Mầm có thể lên cả lá mít luôn. Rất là tốt cả nhà. Và đây là chậu tiếp theo là mình chậu 2 mầm và đẻ ra 7 mầm. Đây nha các bác nha, chậu 2 mầm đẻ ra 7 mầm. Để mà nói nuôi 2 mà đẻ ra 4 đã là một quá trình vất vả của anh em mình rồi. Nhưng mà đây 2 nó tận dụng đẻ ra 7 và chăm làm sao được 7 cái mầm gốc này nó khỏe và đều tăm tắp như nhau như này. Rất là khó. Nhiều. Cực kỳ khó luôn. Đôi khi là nhiều anh em là có thể là đẻ ra được nhưng mà không nuôi được. Nhưng mà đây anh ấy chăm sóc khá là tốt. Còn chăm sóc bằng công thức nào thì cách nào thì em cũng không được rõ cả nhà nha. Em chỉ biết quay để mời cả nhà cùng ngắm rồi. Đây tiếp tục là ki năm cái nhé. À quên, con Hồng Yên Thủy tiếp theo. Nếu mà anh em nào nhìn vào cái mầm gốc này thì anh em có thể là bảo là không phải Hồng Yên Thủy, bởi vì mầm của nó quá to. Chỉ nghĩ là thân lá này nghĩ là quá là to. To mập như thế này. Đây cây tiếp theo cũng là một cây Hồng Yên Thủy. Đấy, anh em nhìn này, cây ki năm nhất nuôi toàn trên 1 mét, sau đó là đã được cắt đi cả nhà. Ki năm nhất nuôi toàn trên 1 mét những ki sớm đầu mùa và đã được cắt đi, và đây là nuôi mầm lớn khỏe và xanh đen. Đấy, anh em có thể để ý về cách chăm sóc rất là tỉ mỉ trên các vết mầm gốc cũng như là lá cây thì gần như không chấm xiên sẹo chéo nào. Đấy. Cực kỳ đẹp. Đây em tiếp theo là con Hồng Yên Thủy tiếp. Ở đây khá là nhiều hồng yên thủy nha anh em nha. Đây là số lượng Hồng Yên Thủy bên trong kia là HO. Đây em đang quay bên Hồng Yên Thủy cả nhà. Vườn rộng như này nếu mà quay thì chắc là phải hết gần 1 tiếng. Nhưng mà em sẽ quay vắn tắt qua vườn thôi để anh em cùng ngắm thôi. Và em sẽ thường xuyên và liên tục ra video về cái vườn lan của anh Cảnh để anh em có thể là cùng theo dõi cách chăm sóc cũng như là kinh nghiệm chăm. Hôm nay anh đang có khách cho nên là không ra giao lưu với mọi người được, để hôm nào mà có mình anh thì em sẽ giao lưu và hỏi trực tiếp để anh chị em cùng tham khảo nhé cả nhà nhá. Hôm nay đang có khách cho nên là rất là khó ra để nói chuyện, đang bận tiếp khách. Đây là thì vừa này thì cũng ở Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình bọn em luôn nhé cả nhà nhá. Cũng ở Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình bọn em luôn. Thì khi nếu như anh em có dịp qua vườn của em Thiện chơi thì em sẽ mời toàn thể anh chị em cùng ghé thăm luôn vườn của anh Cảnh để ngắm cây và ngắm mầm gốc. Thì anh chị em cứ khi nào mà qua Tân Lạc Hòa Bình, khu vực Tân Lạc Hòa Bình và nhất là qua Đông Lai thì cứ alo cho em. Số điện thoại của em thì em vẫn hay để ở trên các bài cũng như là video đăng của em, thì anh chị em có thể là gọi trực tiếp qua cho em, sau đó là em sẽ dẫn anh em đi qua thăm những vườn lan ở khu vực bọn em. Ở khu vực bọn em thì nổi trội lên là có vườn lan của vườn lan Hiếu Hợi, vườn lan của anh Cảnh Phạm và vườn lan ở trong khu thung lũng bọn em, và một số anh em
lân cận ở đây nữa. Thì em sẽ dẫn cả nhà đi và tham quan, ngắm cây và nói chung là tư vấn anh em làm sao chăm cây cho nó hiệu quả để đạt những bộ mùng gốc đẹp như thế này và cái chăm sóc nó đẹp như thế này. Đây, anh em nhìn bộ mùng gốc này, phải nói là đỉnh của đỉnh luôn cả nhà nhá. Thực ra là nếu như để chăm những giò lan như này cũng phải có một cái quá trình chăm sóc rất là lâu và vất vả cả nhà, không hề đơn giản thế nào. Bây giờ em sẽ dẫn cả nhà cùng vào khu bên trong này. Bên trong này là cũng là HO. Đây nhé các bác nhà, đây là cái bể để ngâm, đang ngâm vỏ thông. Đây là bể xây sẵn để ngâm vỏ thông này cả nhà này. Thì anh em muốn nuôi được cây lan đẹp, cây lan khỏe mạnh, phát triển tốt thì điều cần thiết nhất đối với anh chị em đó chính là một bộ giá thể khỏe đẹp nhất để cho cây lan của các bác ăn và phát triển tốt nhất. Và cả nhà xem video của em Thiện nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho em các bác nhé. Đây là vỏ thông đã được ngâm, anh em có thể thấy vết trắng trắng này là có cả vôi, biết là đã ngâm là xử lý kỹ. Bây giờ đang để ra đây để khô ráo nước và chuẩn bị trồng. Đây là thành phần giá thể thì đa số là vỏ thông. Đây anh em nha, đây em quay khu vườn giá thể để tạo lên những cái chậu đẹp. Đây anh em có thể thấy là vỏ thông này cả nhà này. Đấy vỏ thông loại 1,5 đến 1,8. Đây vỏ thông đây. Và dớn con sâu. Anh em nha, đây là bên dớn con sâu. Dớn con sâu đã được luộc cẩn thận, kỹ lưỡng và cho ra đây. Bây giờ đợi khô ráo để mấy nữa sẽ là trồng. Sẽ trồng những cái con kỳ của mình mới ra. Và ở bên này thì anh em có thể thấy một ít đá bọt. Đá bọt là lót ở bên dưới đáy chậu. Thì lót ở dưới giải sạp ở bên dưới đáy chậu thì nó giúp cho cây lan của chúng mình là nó giữ ẩm và nó mát cái giá thể của mình lúc nào nó cũng mát. Và anh em có thể thấy đây là than thì mỗi chậu cho thêm một ít vào để bổ trợ những cái thành phần mà vỏ thông không có. Một số thành phần của vỏ thông không có, một số chất là vỏ thông vẫn không đầy đủ thì anh em mình cho than này vào giúp cho cây nó xanh lá hơn. Đây vỏ thông đây. Đây anh em nhìn này, đấy vỏ thông này, than này, đá lót bên dưới này và mấy nữa cho ít dớn lên trên chốc và anh em ta sẽ trồng. Và sẽ trồng là ok. Vì năm nay thì có một chút quy trình là thay đổi một chút là quy trình về chăm lan so với mọi năm. Còn mọi năm thì anh em có thể thấy là nó sẽ có một ít sơ dừa vào mùa mùn dừa. Nhưng mà năm nay là thay đổi đi một tí để cây nó phát triển khỏe đẹp hơn. Thì cây lan này anh em mình trồng luôn luôn thay đổi theo từng năm. Đây anh em có thể nhìn mầm gốc, đây những cây năm nhất nha các bác nhá. Thì đến với vườn của bác ấy thì chưa có một chậu lan nào mà nói đến từ đẻ một đối với những cây hàng va. Em đi từ nãy giờ rồi, chưa thấy bất kỳ một chậu nào nhá cả nhà. Và chậu đẻ ba còn nhiều hơn chậu đẻ hai cả nhà. Chậu đẻ ba là còn nhiều hơn chậu đẻ hai. Bây giờ là đang kích kỳ rồi, anh em có thể nhìn những vết trắng trắng này là đã được kích kỳ và dễ bây giờ đang ra. Bên này là khu hồng nguyên thủy nè cả nhà này. Đấy toàn bộ là nó sẽ phải lên đẻ hai như thế này anh em nhé, toàn bộ nó sẽ phải đẻ hai hết. Cây đẻ một rất là khó, nếu như mà đẻ một thế này anh em sẽ phải bôi để cho nó lên tiếp và bây giờ nó đang lên tiếp mắt ở bên dưới rồi. Đây ạ, đây hồng nguyên thủy. Rồi cả nhà ơi, em cũng xin phép toàn thể anh chị em là em kết thúc video để em về vườn. Em xin chúc toàn thể anh chị em sao mà chăm giò lan đẹp và tạo được ra những cái tác phẩm mà đẹp cho riêng mình và nhờ vào cây lan có thể là phát triển kinh tế hơn. Và anh em cùng đi lên. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em.